Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, do những khó khăn về tài chính đã khiến Manchester United không thể mang về những cầu thủ chất lượng, buộc họ phải hướng đến các thương vụ mượn cầu thủ. Nhằm giải quyết vấn đề trên hàng công, Erik ten Hag đã quyết định chiêu mộ tiền đạo Vaughn Weghorst từ Besiktas. Dù vậy cũng không có quá nhiều người đặt kỳ vọng vào chân sút người Hà Lan. Nhưng rồi cho đến thời điểm hiện tại, gã cao kiều này đang đóng góp rất nhiều vào lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ trong thời gian qua. Sự nhiệt huyết, hy sinh, hết mình vì đội bóng đã giúp anh dần chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại màn trình diễn của Bobo, chiến binh thầm lặng của đội chủ sân Old Trafford. Khi biết tin Manchester United chuẩn bị hoàn tất bản hợp đồng với tiền đạo 30 tuổi Vaughn Weghorst, nhiều cổ động viên có lẽ phải lục trên mạng xã hội những thông tin về cầu thủ này. Ngoài màn tỏa sáng hiếm hoi ở World Cup 2022 vừa qua, thì rõ ràng thông tin về gã cao kiều người Hà Lan là hoàn toàn ít ỏi. Tuy vậy, Erik ten Hag vẫn quyết tâm mang về ngôi sao người đồng hương nhằm giải quyết vị trí trung phong cắm của Quỷ Đỏ và san sẻ gánh nặng ghi bàn với Marcus Rashford với chấn thương dai dẳng của Anthony Martial. Vaughn Weghorst không mất quá nhiều thời gian để trở thành lựa chọn thường xuyên trên hàng công của đội bóng. Nhìn những gì mà chàng trai sinh năm 1992 thể hiện trong vài trận đấu đầu tiên, rất nhiều sự hoài nghi đã đặt vào anh. Dù luôn thi đấu năng nổ mỗi lần ra sân, nhưng độ hiệu quả của số 27 lại là vấn đề nan giải. Anh cũng đã có những cơ hội rõ rệt trước khung thành, nhưng đều tận dụng không thành công. Và phải đến màn đối đầu với Nottingham Forest ở Carabao Cup, gã cao kiều mới mở tài khoản cho bản thân. Điều tích cực mà tiền đạo người Hà Lan mang lại chính là khả năng pressing và gây áp lực rất tốt của anh. Vaughn Weghorst luôn đeo bám các cầu thủ tuyến dưới của đối phương, đồng thời sẵn sàng thực hiện những pha tắc bóng và hỗ trợ phòng ngự. Khả năng di chuyển rộng của anh đã giúp Marcus Rashford, Anthony hay Bruno Fernandes giảm tải nhiệm vụ lùi sâu. Erik ten Hag đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi sử dụng cầu thủ 30 tuổi trong vai trò tiền vệ công để kéo Rashi lên chơi cao nhất hàng công. Nhìn cách anh di chuyển, lùi sâu nhận bóng và kết nối với đồng đội, rõ ràng chiến lược gia có cơ sở để làm việc này và số 27 đã tỏa sáng trong vai trò mới mẻ này. Anh chứng tỏ sự hữu dụng của mình khi luôn là ngôi sao đầu tàu toàn đội về chỉ số gây áp lực lên cầu thủ đối phương, vượt trội hơn cả Bruno Fernandes, ông vua cây ải mùa này của Manchester United. Weghorst là cầu thủ có thể chạy thay đồng đội và giúp Quỷ Đỏ chơi pressing đồng bộ. Anh sẵn sàng trở thành lớp phòng ngự đầu tiên khi đội mất bóng. Trong trận chung kết đầu tiên với câu lạc bộ mới, chính gã cao kiều này đã kiến tạo để Marcus Rashford nâng tỷ số lên 2-0, qua đó góp phần giúp đội chủ sân Old Trafford giải tỏa cơn khát danh hiệu suốt gần 6 năm qua. Nhìn màn ăn mừng của Bobo khi trận đấu khép lại, chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu của anh dành cho đội bóng là lớn như thế nào. Sau khi đăng quang danh hiệu đầu tiên cùng Manchester United, Weghorst vẫn tiếp tục nỗ lực trong từng trận đấu. Anh là một trong những nhân tố cây ải liên tục trong thời gian qua. Và dù không có thành tích ghi bàn ấn tượng, nhưng đóng góp của chân sút 30 tuổi trong lối chơi chung là rất lớn. Anh sẵn sàng hy sinh để đáp ứng yêu cầu từ huấn luyện viên, dù cho điều đó có thể khiến anh thi đấu xa khung thành hơn, nhưng miễn là giúp ích cho Quỷ Đỏ thì anh luôn sẵn sàng. Ngoài ra, cựu sao của Burnley còn mang tinh thần nhiệt huyết trong từng trận đấu. Anh chạy liên tục, không từ bỏ trước những khó khăn và nhất là không bao giờ kêu ca phàn nàn về quyết định từ ông thầy đồng hương. Biểu đồ nhiệt sau trận đấu cho thấy, Weghorst không chỉ hoạt động trong vòng cấm của đối thủ mà còn di chuyển rộng sang hai biên và cũng rất tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự khi cần. Từng đón nhận không ít sự nghi kỵ và dè bỉu từ cánh báo chí và ngay chính cả các cổ động viên, nhưng ten Hag có lý do khi ông quyết định mang anh về. Weghorst không phải là cỗ máy ghi bàn đúng nghĩa, anh cũng không sở hữu những phẩm chất kỹ thuật siêu việt cùng nhãn quan chiến thuật bén nhạy, nhưng cầu thủ này có kinh nghiệm thi đấu dày dạn, thể lực dồi dào, rất giỏi không chiến, khi cao đến 1m97, hỗ trợ phòng ngự tốt và đôi lúc biết cách tạo ra tính đột biến. Anh cũng chẳng cần được tung hô gì cả, mà chỉ cần duy nhất một điều, đó là được cống hiến trong màu áo đỏ thành Manchester. Để rồi những nỗ lực của cầu thủ người Hà Lan đã được đền đáp với bàn thắng ấn định tỷ số 4-1 trước Real Betis vào giữa tuần qua tại Europa League. Sau khi giải tỏa chuỗi 11 trận tịt ngòi, Vaughn Weghorst đã có màn ăn mừng cực kỳ cảm xúc khi anh trượt dài trên thảm cỏ Old Trafford và gào lên sung sướng. Những giọt nước mắt cũng đã rơi cho thấy anh trân trọng pha lập công vừa qua như thế nào. Cảm giác như cầu thủ sinh năm 1992 đang làm mọi thứ trong khả năng để chứng minh bản thân xứng đáng với cơ hội khoác áo Manchester United. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai của anh trong 15 trận, một thành tích thật sự tệ nếu xét tới vị trí anh chơi cao nhất trên hàng công. Nhưng đó không phải là tất cả những gì mà cựu thuyền trưởng Ajax cần ở anh. Khả năng liên kết lối chơi, thu hút hậu vệ đối phương và nhất là chấp nhận lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, đồng thời tạo áp lực lên hàng thủ đối phương chính là những gì mà Ten Hag cần ở cậu học trò. Cần phải nhớ rằng, việc Rashford càng chơi càng hay như hiện nay được hưởng lợi lớn từ sự xuất hiện của Weghorst. Tất nhiên, khát khao ghi bàn vẫn rất cháy bỏng với một tiền đạo như anh.
nhưng thành tích tập thể vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bình dị và lặng lẽ nhưng vẫn biết cách tạo ra sự chú ý, Bobo đang là chiến binh thầm lặng của Manchester United. Nhìn cách anh ăn mừng danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng hay sau pha ghi bàn vào lưới Real Betis, thật khó có thể tìm được một tân binh nào mới chỉ hơn một tháng ở câu lạc bộ mà lại cống hiến hết mình như anh. Tình yêu đã biến thành động lực để Vavigos cố gắng như ngày hôm nay. Dẫu cho tương lai không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng chàng trai 30 tuổi đang rất hạnh phúc với hiện tại và giấc mơ được tung hoành tại sân vận động Old Trafford trong màu áo đỏ. Bàn thắng được ghi vào lưới Real Betis chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho tiền đạo 30 tuổi này trên con đường chinh phục những thử thách mới cùng Manchester United. Và hy vọng rằng Bobo sẽ tỏa sáng trong phần còn lại của mùa giải để viết tiếp giấc mơ của mình tại quỷ đỏ thành Manchester. Các khán giả của Các Cậu Sports có cảm nghĩ thế nào về Bobo? Hãy để lại bình luận và chia sẻ nhé. Còn bây giờ, Các Cậu Sports xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.